Xin chào các bạn, trên tay mình đang là Xiaomi Smartband 7 ha. Cái vòng đeo tay thông minh thế hệ thứ 7 của nhà Xiaomi. Và đây là một trong những cái vòng đeo tay thông minh thành công nhất trên thị trường. Mới mở bán có một tuần thôi mà Xiaomi đã công bố là họ bán được 1 triệu cái rồi. Và trong video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ trên tay cho các bạn những cái nâng cấp, những cái thay đổi trên cái vòng đeo tay thế hệ thứ 7 này của nhà Xiaomi. Xem là nó có những cái gì hay, nó có đáng giá để chúng ta bỏ tiền ra và nâng cấp hay không. Rồi, cùng bắt đầu video thôi. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói về ngoại hình ha. Bằng mắt thường thôi chúng ta dễ dàng nhận ra được là cái vòng đeo tay thế hệ thứ 7 này nó dày mịn hơn, nó mập hơn so với lại thế hệ thứ 6, thế hệ thứ 5. Nguyên nhân chính của cái việc to ra về kích thước vật lý này là bởi vì Xiaomi đã tăng kích thước màn hình của Smartband 7. Khi mà xem cái thông tin là Xiaomi nâng cấp kích thước màn hình đó, thì mình nghĩ rằng ồ, vậy là cái vòng đeo tay này á, cái sợi dây bên ngoài nó sẽ không có vừa. Nhưng mà thực tế thử nghiệm của mình á, thì hoàn toàn có thể đổi dây của con 7 và con 6 với nhau. Đó, rất là hay ha. Mình không hiểu là Xiaomi đã tính toán và thiết kế kiểu gì nữa, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể hoãn đổi dây và vẫn vừa vặn, không bị rộng, không bị xúc xích. Có thể là cái viền mép này ở phần thân dưới này nó sẽ hơi cấn cấn hoặc là nó hơi lõm một tí xíu thôi, nhưng mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ bên ngoài, cũng như là không bị xúc xích. Vậy là rất là hay rồi. Mình đánh giá cái điểm này rất là cao. Rồi, cái đặc điểm thứ hai nữa đó là phần cụm cảm biến nhịp tim á. Giờ đây có một phần cảm biến nó đã khác so với thế hệ trước. Nguyên nhân là bởi vì trên con Xiaomi Smartband 7 á, là nó có khả năng đo SpO2 liên tục, đo liên tục nguyên một ngày, và nó cũng có cái chức năng là cảnh báo khi chỉ số SpO2 của các bạn thấp dưới ngưỡng cảnh báo tùy theo các bạn cài đặt. Về dây đeo trên Smartband 7 thì vẫn rất là thanh mảnh, nhỏ gọn và có khả năng kháng khuẩn. Mình đánh giá cái chất liệu dây cao su mà Xiaomi sản xuất gia công cho các cái thế hệ Smartband đó, họ làm rất là tốt ha. Đeo rất là thoải mái, rất là nhanh khô và hầu như là chưa từng bị dị ứng với cái đời Smartband nào hết. Và sạc thì vẫn là sạc tiếp xúc hai chấu, rất là tiện lợi. Các bạn không cần tháo cái vòng ở ngoài ra giống như cái thế hệ trước, mà chỉ cần đặt vào thôi. Đó, là nó hít và sạc rất là nhanh. Với cái giao diện sạc là nằm ngang giống như là một cái mặt đồng hồ nhỏ. Nếu mà các bạn có một cái tủ ở gần đầu giường nhỏ thì bạn hoàn toàn có thể đặt để làm cái đồng hồ báo thức xem giờ ban đêm, cũng rất là ok luôn. Cái tiếp theo mà mình muốn nói tới đó là cái màn hình. Màn hình của Smartband 7 được nâng cấp rất nhiều so với Smartband 6 ha. Mình còn nhớ là thế hệ thứ 6 là được nâng cấp rất là nhiều so với thứ 5 rồi. Gọi là nó không còn bị ngắt trên ngắt dưới mà nó bo tròn và nó ôm hết lấy cái màn hình tròn trịa rất là đẹp. Mình đã từng nghĩ là họ sẽ dừng lại ở cái màn hình ở đó thôi, vì nó đã rất là ổn rồi và họ sẽ tập trung vào nâng cấp những cái khác, ví dụ như tăng thời lượng pin hoặc là cho bổ sung chip GPS, nhưng mà không. Năm nay họ lại tiếp tục nâng cấp về cái màn hình. Khi mà mình nhìn thấy con 7 mà mình cầm nó trên tay thì mình nghĩ rằng đây là quyết định rất là sáng suốt. Bởi vì tăng kích thước màn hình theo cái đường chéo á, mặc dù theo thông số là nó chỉ tăng một chút xíu về đơn vị đường chéo thôi, nhưng mà tổng thể màn hình nó đã to hơn lên đến 30%. Có là nó sẽ hiển thị được nhiều nội dung hơn, cộng với lại những cái icon, những cái ký tự, những cái hình trang trí nó to hơn, nó rõ ràng hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều. Các cái mặt đồng hồ của Smartband 7 giờ đây tất cả mọi thứ nó đều to ra và rất là dễ để mà nhìn, để quan sát. Nó vẫn giữ độ phân giải như vậy, độ phân giải rất là cao, mọi thứ rất là mịn. Ở cái kích thước quan sát bình thường là chúng ta không thể nhìn thấy điểm ảnh. Rồi màu sắc rất là tươi, rất rực rỡ. Ở các cái khu vực bố trí kim giờ, kim số thì giờ đây nó đã có cái không gian bề ngang nhiều hơn, cho nên là nó có các cái mặt đồng hồ được sắp theo hình tròn. Cộng với lại các cái khu vực mà để truy cập nhanh đến các cái ứng dụng, các cái thông số cũng được làm to hơn, dễ bấm hơn rất là nhiều so với hệ thứ 6. Rồi mình sẽ đổi qua một vài mặt đồng hồ cho bạn xem ha. Có rất là nhiều mặt đồng hồ được làm để tối ưu và khai thác cái kích thước hiển thị lớn trên thế hệ thứ 7 này. Rất là nhiều những layout đẹp. Và khác với thế hệ thứ 6 là bây giờ khi mà các bạn chọn mặt đồng hồ thì nó sẽ hỏi lại để xác nhận, thay vì là bấm một cái là nó đổi mặt đồng hồ luôn như lúc trước. Mình đánh giá cái này cũng là một cải tiến rất là hay. Rồi, cái mặt đồng hồ mà giúp cho bạn dễ dàng nhìn thấy kích thước hiển thị lớn ở trên con Smartband 7 này á,
đó chính là cái mặt đồng hồ mà hiển thị hình ảnh của chúng ta ha. Đó, để mình sẽ mở cái hình ảnh của mình lên cho các bạn xem. Có nghĩa là giờ đây nó vừa to ra, mình cảm giác là nó cũng sát hai bên viền hơn một chút so với lại cái đời 6. Tổng thể là nó hiển thị được cái tấm hình mà chúng ta muốn đặt làm hình nền của đồng hồ đã hơn rất là nhiều. Và những cái mặt đồng hồ mà dùng để hình nền như này á, thì giờ đây họ cũng cho chúng ta thêm những vòng hiển thị chỉ số. Ví dụ như là bên trên mình đang để là hiển thị nhịp tim, bên dưới là hiển thị số bước chân. Và các cái ký tự này nó màu trắng. Và tổng thể nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái tấm hình của chúng ta, nhưng mà khi cần thì chúng ta vẫn có thể quan sát được các thông số đó một cách dễ dàng. Tiếp theo nữa mình phải nói là Smart Band 7 này nó có khả năng hiển thị cái màn hình luôn sáng ha, Always on display, đó là cái nâng cấp mà mình cảm thấy cũng rất là đáng giá. Tất cả các mặt đồng hồ trên con Smart Band 7 này Xiaomi đều trang bị cho nó một cái phiên bản màn hình luôn sáng. Nó sẽ hiển thị những cái thông tin rất là cơ bản, đó là giờ. Và đối với những cái mặt đồng hồ mà các bạn có để những chỉ số cần theo dõi phụ, ví dụ là nhịp tim hay là số bước chân mà hiển thị dưới dạng trắng đen, thì nó cũng hiển thị được trên cái màn hình luôn sáng luôn. Cho nên là chỉ cần liếc qua thôi là chúng ta sẽ thấy được tất cả cái thông tin đó. Về cá nhân mình đánh giá cái việc mà có màn hình hiển thị luôn sáng nó sẽ giúp chúng ta quan sát giờ một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó giúp cái vòng đeo tay ở trên tay các bạn nó luôn sống động ha. Tức là nhìn vào nó không còn là một cục đen thui giống như các thế hệ trước nữa, mà nó luôn luôn có các cái ký tự màu trắng hiển thị giờ giấc. Cái tính thẩm mỹ nó cao hơn và cái tính hữu dụng nó cũng cao hơn rất là nhiều. Nếu các bạn nào mà sử dụng Xiaomi Smart Band từ những thế hệ đầu giống như mình, các bạn sẽ thấy cái sự tiến hóa của nó rất là rõ ràng luôn. Từ các thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai nó chỉ là một cái cục sắt, không có màn hình, không có gì hết. Nó chỉ theo dõi những cái thông số cơ bản và gửi vào cái phần mềm trên điện thoại. Thì giờ đây mọi thứ nó đã thay đổi hoàn toàn ha. Nó hiển thị một cách rõ ràng, đẹp ở trên cái mặt đồng hồ hiển thị to. Và nó còn có những cái màn hình luôn sáng để giúp cho cái vòng đeo tay nó luôn luôn sống động và luôn luôn hữu ích khi chúng ta có thể xem được những cái thông tin cơ bản của mình. Cái tính năng tiếp theo mình nói tới là cái tính năng đo SpO2 liên tục ha. Có nghĩa là trên thế hệ thứ 6 á, là nó đã có khả năng đo nồng độ oxy trong máu rồi, nhưng mà chỉ khi chúng ta vào cái phần mềm đó, chúng ta chọn đo thì nó mới đo thôi và nó cho ra kết quả. Còn trên thế hệ thứ 7 này nó cho phép chúng ta kích hoạt cái tính năng này lên, và cái Smart Band 7 nó sẽ đo liên tục và nó có cảnh báo cho người dùng khi mà cái nồng độ oxy trong máu giảm xuống dưới một cái ngưỡng mà người dùng đã cài đặt trước. Đó, tính năng này rất là hay và mình đoán là do sự căng thẳng của dịch Covid vừa rồi, cho nên là Xiaomi đã quyết định là bổ sung tính năng này giúp cho những người dùng bình thường họ cũng có thể tự theo dõi nồng độ oxy trong máu của mình một cách liên tục ha, chứ không phải lúc nào nghi ngờ mới kiểm tra. Đó, mình đánh giá nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa, nhất là đối với lại Trung Quốc hiện nay là họ chưa kiểm soát dịch hoàn toàn được tốt như là nhiều quốc gia khác. Rồi, cái tiếp theo mà mình muốn nói tới đó là những cái nâng cấp về thể thao ở trên con Smart Band 7 này. Xiaomi đã bổ sung nhiều chục môn thể thao cho Smart Band 7. Giờ đây nó có thể đo được những cái môn ví dụ là múa, khiêu vũ, vân vân. Thì mình đã mở các cái môn đó ra mình xem rồi. Thì có lẽ là cái môn đó Smart Band 7 sẽ dùng cảm biến nhịp tim và các con xoay hồi chuyển để đo cái chuyển động của cổ tay và tính toán là cái lượng calorie. Nó chỉ hiển thị được là cái thời gian các bạn đã chơi và cái lượng calorie đốt được mà thôi. Rất là cơ bản, chứ nó không có những cái thông số chuyên biệt giống như các cái môn như là chạy bộ hay là bơi lội ha. Thì nó sẽ có cái sải chân, bước chân, rồi sải tay, vân vân. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nâng cấp về thể thao á, nhờ cái màn hình lớn mà giờ đây á, các bạn sẽ theo dõi các cái thông tin hiển thị trên cái màn hình tập luyện á, nó đã rất là nhiều. Điển hình như khi các bạn bấm bắt đầu chơi á, cái màn hình đếm ngược á, nó to như thế này rồi. Rất là to và rất là ấn tượng ha. Rồi cái màn hình mà theo dõi thông số thì giờ đây nó cũng hiển thị được nhiều thông số hơn, quan sát một cách rõ ràng hơn, đẹp hơn. Chưa dừng lại ở đó, riêng cái môn chạy bộ ha, là cái môn mà mình rất là yêu thích ha, thì giờ đây á, là Smart Band 7 nó đo được thêm rất là nhiều thông số. Nó có thêm cả sải chân nè, độ dài sải chân nè, rồi training effect, là cái hiệu quả tập luyện,
Có thể là sau cái bài tập đó nó sẽ hiển thị lên coi là cái chất lượng bài tập của chúng ta là nó có tốt hay không. Rồi cái ngưỡng mà chúng ta tập luyện là cái ngưỡng hiếu khí hay là cái ngưỡng kỵ khí đó, thì nó giúp tăng sức bền hay là giúp tăng sức mạnh đó, thì là những cái thông số đó nó sẽ giúp và hỗ trợ chúng ta tập luyện sức bền tốt hơn rất là nhiều, cũng như là kiểm soát được cái chất lượng bài tập để giúp chúng ta không bị quá sức đó, và có một cái quá trình tập luyện tốt hơn. Cái cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó là về cái thời lượng pin ha. Smart Band 7 có màn hình hiển thị to hơn gần 30% so với Smart Band 6, cho nên là Xiaomi buộc phải trang bị cho Smart Band 7 một cục pin có dung lượng nhiều hơn 30% luôn. Và nhờ như vậy cho nên là nó vẫn giữ được cái thời lượng pin theo công bố là tuyệt vời, giống như là Smart Band 6 có thậm chí có phần nhỉnh hơn, khoảng từ 12 đến 14 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng của mình, đặc biệt là khi mà mình bật kiểm tra SPO2 liên tục đó và có xét cái ngưỡng cảnh báo là dưới 80 thì nó cảnh báo, thì tất nhiên mình chưa bao giờ bị dưới 80 hết, nhưng mà nó sẽ đo liên tục để nó kiểm tra sức khỏe của mình, thì cái thời lượng pin dùng hỗn hợp trên con Smart Band 7 này đối với cá nhân mình, một ngày nó có thể tiêu tốn từ 30 đến 35% pin, có nghĩa là sạc đầy pin chỉ xài được khoảng 3 ngày thôi. Mình sẽ phải cảnh báo cho các bạn biết là khi các bạn bật tính năng đo SPO2 liên tục thì nó sẽ rất là tốn pin ha. Còn nếu như mà tắt tính năng đó đi và cập nhật những firmware mới nhất, thì hiện nay với cường độ sử dụng của mình là nhận tin nhắn rất là nhiều trong ngày, cũng như là chơi thể thao khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng một ngày đó, thì con Smart Band 7 này nó sẽ tiêu tốn khoảng từ 10 đến 15% pin một ngày. Cho nên là thực tế thời lượng sử dụng của mình có thể dao động từ 1 tuần đến 10 ngày. Thì đối với mình như vậy là rất là tốt rồi, quá tốt cho một cái vòng đeo tay. Đặc biệt là cái ưu điểm của vòng đeo tay Smart Band các thế hệ là gì? Đó là nó rất là nhỏ gọn như thế này, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể đeo đi ngủ mà không có sợ bị cấn hay là bị khó chịu. Đây có thể nói là cái thiết bị đeo tay duy nhất tính đến thời điểm hiện nay mà mình đeo nó đi trong lúc ngủ để theo dõi được cái giấc ngủ của mình. Mình rất là thích cái cách mà Xiaomi xử lý. Họ nâng cấp kích thước màn hình nhưng mà vẫn giữ một cái form factor rất là nhỏ gọn như thế này. Đó, trọng lượng nhẹ đó, để phục vụ cho những cái số đông, những người mà giống như mình đó, có thể muốn đeo một cái thiết bị thoải mái nhưng mà vẫn có chất lượng hiển thị rất là đẹp. Đó, và đeo đi ngủ cũng rất là thoải mái và xem được cái dữ liệu giấc ngủ của mình vào ngày hôm sau. Duy chỉ có một điều là về giá bán. Giá bán của Smart Band 7 thì bằng với Smart Band 6 năm ngoái ha, là 1.290.000, tức là 1.300.000. Thì cái giá này giống như cái bài đánh giá chi tiết về Smart Band 6 năm ngoái mình từng viết, nó không còn rẻ nữa. Nó không còn rẻ như những ngày đầu Xiaomi tiếp cận người dùng với những con Smart Band 1, 2, 3, chỉ có giá từ 200.000-300.000 thôi. Tuy nhiên ha, những cái nâng cấp này đó, và những cái tính năng, những cái gì mà con Smart Band 7 làm được, mình vẫn cảm thấy là ổn, vẫn cảm thấy đáng giá. Đặc biệt là nếu bạn nào mà mua sớm thì nó sẽ có những cái phần khuyến mãi. Thì mình không biết là nếu đừng lấy khuyến mãi mà trừ tiền đi thì có được hay không. Thì nếu trừ tiền được thì rất là xứng đáng, rất là xứng đáng. Và bạn nào đang dùng ở thế năm về trước rất xứng đáng để nâng cấp, bỏ qua 6, nâng cấp thẳng lên 7, cái màn hình đã hơn rất là nhiều. Rồi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái vòng đeo tay Smart Band 7. Trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều bản nâng cấp giúp cho nó hoàn thiện nhiều hơn về cái giao diện, rồi các cái mặt đồng hồ luôn sáng cũng như là các thao tác mượt mà hơn, thì mình sẽ dùng nó nhiều hơn đó và sẽ chia sẻ sâu hơn cho bạn trong bài review đó. Còn cái này chỉ là bài trên tay kỹ một chút thôi. Rồi, hy vọng là nó sẽ có thông tin giúp ích được cho bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long, đến từ tinh tế.vn.